Đúng rồi, gì nữa ghê chứ mà ghê lây hề đúng thôi, được phần mình hơn là làm được. Muốn thả tay khả năng nó chỉ tới đó thôi, em rằng em bắt buộc nó. Giỏi ghê. Chỗ này cũng đào. Cũng đã ta đừng
Trừ cái mũi em nó nhức đau vậy. Mới sừng rồi hả mà. Mới có nhậu say rồi gì không mấy bữa không? À biết được mày. Chắc đụng lại nó nhức rồi. Em sợ em ăn cái gì. À, nhiều khi ăn trúng gì đó, ăn lim. Ăn gì ấn gì hả? Ăn có hai gì ấn gì hả? Tháo ra là hơi su cà na đó nghe. Là răng đây không chị? À, nhớ rồi. Hỏi chứ mà tại hỏi địa chỉ hỏi không có mắc nơm hỏi địa chỉ hỏi. Thôi tưởng ở xa, ở gần mà không đi. Lón cả nội kia cứ nghĩ dặn chắc 20 ngày nửa tháng chứ ai biết. Ủa có dặn mà. Đó, xuống lại thuộc xong về rồi nói chi tên.
Trời ơi. Chưa vợ đó, chưa 10 ngày hay. Tuần đi, cho nhanh hết. Trời, đỡ nhiều luôn á. Chị nhớ rồi đó. Đúng không em? Quả chuẩn đó nha. Vì không có chịu khó. Hôm nay lên đây là nghe nói sợ chị Loan thấy chị Loan lên giường là phát xuống. Chân đây kín là đời chị Loan thôi. Cười đã chứ. Kín không thể đâu. Tại vì nếu mà thấy chị Loan là nè chứ kín là thấy chị Loan là không nè. Đẹp là ok. Thấy chị Loan mà nãy là thấy có là một con nguyên đó. Đúng rồi. Đâu mà lanh chứ, đâu mà lanh được. Được rồi.